PSG đang trải qua mùa năm 2023 đến năm 2024 khá khó khăn tại Ligue 1 khi họ liên tục đánh rơi điểm. Trong trận đấu với Brest ở vòng 10, PSG có cơ hội để giành 3 điểm quý báu. Trong lịch sử đối đầu, PSG thường áp đảo và đã thắng 14 trong 15 lần gặp gần nhất. Trận này, Kylian Mbappé được trao băng đội trưởng và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước trận đấu, anh nhận tin không vui khi ban tổ chức quả bóng vàng tiết lộ rằng việc bỏ phiếu năm nay sẽ rất nghiêm ngặt và dù Mbappé đã ghi 3 bàn trong trận chung kết World Cup 2022, anh vẫn bị Messi và Haaland vượt mặt. Thêm vào đó, có tin đồn rằng Mbappé đã đạt thỏa thuận với Real Madrid tạo ra áp lực thêm lên PSG. Mặc dù những khó khăn này, Mbappé đã có một trận đấu xuất sắc trước Brest với tốc độ và kỹ thuật điêu luyện. PSG dẫn trước 2-0 sau các bàn thắng của Zaire Emery và chính Mbappé. Tuy nhiên, Brest đã cân bằng tỷ số 2-2 với hai bàn thắng đáng kinh ngạc. Trong tình thế khó khăn, Mbappé đã tỏa sáng với bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền, mang về chiến thắng 3-2 cho PSG.